cái điều khó khăn nhất đối với em khi mà ăn quà sổ là phải bóc từng cái cảnh ra. Mọi người thấy không? Những cái cảnh dạng như cái bông á, như cái bông sen vậy á. Em tưởng tượng như cái bông sen á, mình bóc những cái cảnh ra rất là đơn giản luôn. Thế nhưng mà việc suy nghĩ và thực hiện nó hoàn toàn khác nhau. Mời mấy bà một miếng nha. Ủa nó lại không như suy nghĩ của em. Hôm nay em tính chậm mắm ruốc bởi vì em nghĩ nó như xoài sống á mọi người. Em thấy mấy bà kia ăn á, quay video nó ít sơ lắm mà ta. Cái vị thì không có chua nhiều, vị bình thường, có nhiều nước. Thơm nha. Cá nhân Mai thấy ăn cái quả này ngon hơn quả quả Maxim hôm qua. Quả này ngon hơn quả Maxim, quý vị á. Nhưng mà ăn là chịu khó nhà bả. Phải không mọi người ha? Hay là Mai mua chúng những cái quả nó già quá ta? Mày ăn cái cảnh mặn mặn thử xem sao. Đúng rồi, nó đỡ hơn một xíu ha, chứ nó vẫn sơ. Hình như bản chất của quả này là sơ hay sao mọi người. Cái này chấm muối. Cho đến khi chấm mắm ruốc thì Mai nghĩ cái này chấm muối ớt ngon hơn.